kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, trong khi nhiều nơi ở miền Trung vẫn mưa to, thì từ đêm nay trở đi mưa dông cũng có xu hướng mở rộng ra phía Bắc. Mưa dông miền Bắc gia tăng là do có hai hình thái thời tiết mới tác động, đó là sự phát triển và mở rộng lên phía Bắc của nhiễu động gió đông. Và ngày mai sẽ có một khối không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta. Chính vì vậy thì các tỉnh miền Bắc trong ngày mai trời chuyển mây nhiều hơn, ven biển các tỉnh vùng đồng bằng có mưa, nhiệt độ vì thế mà cũng sẽ giảm hơn so với ngày hôm nay. Ở phía Đông Bắc Bộ thì giảm rõ xuống còn từ 24 đến 25 độ ở đồng bằng. Các tỉnh vùng núi thì dưới 20 độ, còn phía Tây Bắc Bộ thì ngày mai trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Lui xuống Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa nhiều nơi, nhưng lượng mưa đã giảm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vẫn là nơi mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 30 cho tới 50mm. Các nơi khác ở khu vực miền Trung lượng mưa dưới 30mm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ dao động từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó thì từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ tăng lên từ 29 đến 31 độ. Ở phía Nam thì do vẫn chịu tác động của hoàn lưu vùng xoáy thấp và rãnh áp thấp. Vì thế trong đêm nay và ngày mai Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông. Nhiều nơi trong đó có các tỉnh Kon Tum, Bình Phước, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Ngoài khơi, huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, mưa dông cũng xuất hiện nhiều nơi và tầm nhìn xa dưới 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!